はい、こんばんは。SN リノヒンです。よろしくお願いします。はい、こんばんは。じゃあ、は自じ己め紹ま介お願いします。す。私はウェンティトゥエットモシマ。ベトナムのチュブのゲアンケンにしんでいます。今年33歳です。家族は7人です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。テッドさん、今までどこにいましたか？日本のどこにいましたか？日本に、北海道の来ました。北海道にいましたね。北海道のどこですか？門別町。ジプシュセトキー門別町で働きました。東京の、本別町に住んでいます。特定技能と技能実習生も北海道にいました。どうして特定技能になったとき、違う会社働きましたか？違う。那如果只选择特定技能上工地卡？tại vì chị về một thời gian dài mà chị về hơn hơn một năm nên chuyển công ty đủ người nên em chuyển sang công ty khác. じゃあ、一回ベトナム帰って一年ぐらいまた日本に戻って特定技能になったんですね。で、この間どうして特定技能になったけど、またベトナム帰った理由を教えてもらえますか？すみません。私って手が痛い。指が挟まれた。挟まれた。でも今、大丈夫。指が治った。良くなったんですね。大丈夫。はい。挟まれたね。まち、りとくでらち、びっけったや。やったいわろ。Chắp tay vào máy, cái máy Mirka kia, người ta không biết, người người đứng đầu kia không biết, là tuyệt ấn ấn cái đầm tuyệt dập dập đầm tay bằng móng tay tuyệt. Thế là chị có đi viện không? Người ta cho về luôn, không phải đi viện, tại vì người ta bảo đi viện thì được làm được vài ba ngày rồi nghỉ ấy, tức là cho nghỉ 3 ngày để đi viện, còn về Việt Nam thì chưa hơn ấy. Công ty cũng kinh nhỉ. Thành ra chị đi viện bên Nhật thì người ta sẽ có trách nhiệm phải chữa trị cho chị, không mất tiền ấy. Ông người ta bảo là giờ giờ nếu đi viện là mất nhiều tiền chứ. Có nhiều tiền nhưng có bảo hiểm chi trả. Chắc chắc là tại vì làm hạ kênh lúc lúc cái tháng đó hạ kênh chất trả hay sao ấy. Sao nào đó. Dạ, thế hả xăm mà đây ta cái đó, cái sao 保険もらえなくて帰国されたんですね。させられたね。どこの組合にいたんですか？すみません。どこの派遣会社いましたか？công ty tiếp nhận chị, công ty quản lý chị ở công ty nào? Tại vì tên của nó tiếng tiếng Nhật chứ con không biết nó, thì gửi cho cái bàn tuyển dụng ở bên tôi kia, tức là cũng rõ đọc tên được á, kiểu hát tên. わかりました。じゃあ、特定技能になって何ヶ月ぐらいになって帰国しましたか？8ヶ月ぐらい。 8 ヶ月ぐらい。例の治療どのぐらいかかりましたか？例の病院行ったでしょ？どのぐらいで治りましたか？3 giống giống ra chữ 4 ヶ月ぐらい。今の会社呼んでくれなかったんですか？今、手直りましたが、今の会社戻らないですか？mà cái sản muốn đưa ra tại vì làm bột sữa thiếu một người là người ta bổ sung vào người khác liền, bây giờ mình mà sáng thì thương người á. Jima no kaisa wa hito tariteru kara iranai desu ne. Chị nói tiếng Nhật với em nhé, em đang muốn phỏng vấn chị bằng tiếng Nhật. Khi nào mà chị không nói được tiếng Nhật, em thấy chị khó khăn quá em mới nói tiếng Việt nhé. Để kia bạn đi không mua đấy. Hèn gì ta đi cô ta ta đi xem mua đây mắt cá. もう一度お願いします。Để kia bạn đi không mua đấy, hãy nói chuyện với はいはい。nhau.
今結婚していますね。はい。はい。子供何人いますか？子供がいないで、いません。子供いない？結婚しますか？結婚していますか？結婚しています。結婚したことありますか？結婚中？どんどん。có em bé chưa? Chưa có con, sao trong direct ký rồi ghi là có con đây? À, imoto, à, chưa có con, ok. Imoto, tôi với imoto. Kết hôn có tôi được cái đồ đi con gì mà đấy. Tức là chị đã từng ly hôn rồi đúng không? Vâng, nhưng mà chưa ly hôn được ấy. Bây giờ nếu mà đòi xin giấy ly hôn khó. Tức là bây giờ vẫn đang kết hôn, đúng không? Nhưng mà kết hôn xây được cái rồi, thì con tetsuki yatte imasu ne. Ừ, わかりました. Nhà chị có 7 người là ai? Nana nin te don do. Đare desu ka? Nana nin. Y mà na na nin để mô mai gọi kêu kêu nin cứ Nana nin wa na đare to na đare desu ka? Oshiete kudasai. Luka sang tổ One sang Futari Imoto Futari Ototo Hitori Inna ketron chite imasu. みんな結婚していますね。おと姉さん私、2人、妹2人、弟1人、お父さん、お母さんですね。お父ちゃん、亡くなった。お父さんいないですね。いない。亡くなったんですね。そうすると7人、ペットさん入れて7人ですね。日本に来て何年日本にいたいですか？年に5年日本にいたいですね。どうして日本に戻りたいですか？日本が好き、日本人が好き、お金をおかけしたい。金をかけし、感じた。お金のためと日本人が好きですね。わかりました。手見せてもらえますか？手。大丈夫。どわかこんない。が挟まれたの？大丈夫。ど今こ大が丈夫。挟まれた？どこの指ですか？中の指。ああ、こちらですね。切られたの？全く手切られた？大丈夫。こっち。こっちやはん。どこ挟まれたの？どこ？指は thương ở chỗ nào vậy？Vì cái chỗ tay chị đang giơ đấy Nhưng mà nó ở chỗ nào á? nó là cái ngón trỏ à, ngón giữa Mà nó bị ở chỗ nào? bị ở móng tay À, một chút ở móng tay thôi gì? ở lóc móng tay luôn bị thối móng tay luôn bây giờ nó mới lên lại á. ああ、爪全部切られたんですね。それで帰国されられた。てな、こもべびえてま、コンティドイチベノ。Vâng, không phải おlà đuổi, tức là người ta cho về thôi. ー。người ta cho về nhưng đấy cũng là đuổi rồi. Thì người ta đâu Không có rồi. cho. Ừ. Hà và ta hát kênh đuổi thôi. Công ty thì cũng muốn chiều lại làm á. Học kênh gái xã và cài ra xe ra đây ta kỳ đồ. Cài xã và cài ra xe tập này nhé. でも、派遣会社、送った会社は帰らせたいね。わかりました。日本に5年間住んでて、またベトナム帰りますか？日本もいない。日本まだ帰金るかが、ら。まだ金がいない。まだ大考丈夫。えてないですね。わかりました。ベトナム帰った今まで帰って、仕事はしてないですね。全く。仕事を今してない。今、農業をします。聞いています。家族、を手伝っています。農業、どんな野菜作っていますか？お米。農業ね。
わかりました。日本語を勉強していますか？今、日本語を勉強しない。勉強してない。日本ロにジカ戻りたいのに日本語勉強しないですか？ル。はい。うん。もし面接してもらえたら、日本語、もう今日から日本語を勉強してもらうことはできますか？できます。Nếu trong trường hợp mà công ty em tiếp nhận chị để phỏng vấn, sau hoặc là phỏng vấn đỗ xong thì chị sẽ học tiếng Nhật, tiếp tục học tiếng Nhật cho em. Đến khi mà chị quay lại Nhật thì chị phải thi được bằng N4 hoặc N3 đấy chứ nhá. Chị có đồng ý Ô, chị thừa thì được cái chứ. không? Đấy là chị kiểu giao tiếp kém thôi. N3, N4. Hai. Ừ. Mà Nihongo benkyou tsuzukete ne. Nihongo benkyou tsuzukete moraemasu ka? うん、得意ことは何ですか？上手なことは何ですか？絵を描くことです。あ、絵を描くんです。絵を描くことですね。うん、計算は早いですか？計算。計算、何？字を計算。チーズは giỏi tính toán không？có tính toán thì ok, toán là gì hàng đầu luôn. À, xin xem và hay ai ですね。Học học toán thì được, chứ học toán dốt lắm. Ừ, 数学一番上手だった？うん、わかりました。手が早いですか？今の手仕事しても問題ないですか？大丈夫。大丈夫じゃない。em cái gì 大丈夫chị? Không cái gì chị cũng nói là đại丈夫đấy. Em không thích như vậy vậy. Tay tay của chị bị đau quá sao nhỉ? Không, Chị em không bảo hỏi chị như vậy, nên là trong công việc cũng vậy, đừng bao giờ sử dụng quá nhiều từ đây cho vự nhé. Như thế là hỏi chị có vấn đề chị phải trả lời đúng trọng tâm, nhưng phải lúc nào cũng đây cho vự, trong công việc lúc nào cũng đây cho vự là đây cho vự giờ này ý chứ một đây cho vự ta là đam mê Hãy là nani cả ta là đấy, chẳng tội như thế này từ đây cho vự đa kia là tôi bắt đầu giải mình nè. Ừ, わかりました。じゃあ、その手挟まれた以外は何か病気かかったことはありますか？すみません、もう一度お願いします。手挟まれたこと以外、他は何か病気かかったことはありますか？ありません。ありません。はい。うん。苦手ことは何ですか？あんまり上手じゃないこと。短所。料理あんまりできない。料理あんまりできないですか？料理あんまりできないですか？聞料こえ理ますあんまか？あり、はい、聞こえます。んまり聞こえないですか？うん、聞こえます。聞こえます？緊張してる？ はい。はい、だいたいわかりました。また連絡します。